Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với video của mình nha. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại với con game 68 game bài và sẽ chia sẻ cho anh em về cái cách chơi cũng như là cái cách kiếm tiền ở trong con game tài xỉu 68 game bài này một cách dễ dàng nhất nha anh em nhá. Được chưa? Đấy, thì anh em có thể chú ý anh em theo dõi về cái phương pháp cũng như là cái cách chơi của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì mình chơi sẽ khác một tí nha anh em nhá. Thì ở video trước đúng không? Mình hướng dẫn cho anh em là lấy ba cái con xúc xắc, hai con bên dưới nhân với con bên trên và chia cho 30. Nhưng mà hôm nay thì công thức thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, công thức hôm nay sẽ dễ dàng hơn. Đấy chính là anh em lấy hai cái con bên dưới này, em cộng lại với nhau. Như tổng nó là số chẵn. Tổng nó là số chẵn thì anh em sẽ đánh mình xỉu mình. Nhá. Cứ tổng là số chẵn thì anh em sẽ đánh mình xỉu mình. Anh em cứ nhớ là như vậy là được. Đấy, ok chưa? Mình hôm nay thì mình sẽ đây. Nay mình sẽ test cho anh em nhá. Nay mình sẽ test cho anh em theo cái phương pháp này. Mình test thì mình nên đánh nhỏ thôi nha anh em nhá. Kể cả khi mà anh em áp dụng anh em chơi trong trong quá trình anh em vào chơi thì anh em cũng nên đánh nhỏ thôi. Hoặc là anh em vào anh em tải game về này. Anh em tải game về anh em vào anh em xem này. Đấy, bất kỳ những cái công thức nào mình chia sẻ với anh em cứ cứ thế mà anh em vào anh em xem thôi. Được chưa? Anh em xem trước đã, anh em test trước đã. Cái vấn đề ở đây là gì? Là anh em phải phải trực tiếp là gì? Là anh em test cơ. Sau khi anh em test ok, anh em thấy công thức nó hiệu quả vào những khoảng thời gian nào thì cố định anh em sẽ chơi trong khoảng thời gian đấy. Thường thì ví dụ như mình thì hay rảnh vào buổi nhiều thời gian, mình thì mình rảnh vào nhiều thời gian lắm. Còn anh em rảnh vào thời gian nào thì anh em cứ test vào thời gian đấy và sắp xếp cái thời gian một ngày ấy, thì mình sẽ đánh vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối nha. Đây, 2 cộng 3 thì bằng tài này. Đấy, thì anh em cứ sắp xếp cái thời gian anh em đánh thôi. Được chưa? Anh cứ sắp xếp thời gian anh em chơi rồi. Tùy vào cái khoảng thời gian của mỗi người nó sẽ khác nhau anh em. Đâu ai giống ai đâu. Đúng không? Đấy, thì cái phương pháp này là như nào? Thì mình sẽ giải thích một chút về cái phương pháp mà mình đã áp dụng này. Đấy là mình biến tấu từ cái phương pháp ở trong con tài game tài xỉu 40 giây kia. Thì thực tế là cái video đầu tiên đấy thì mình test với cái công thức đấy ở trong con này, nhưng mà cái công thức đấy thì mình thấy là nó không ok lắm. Đấy, nó có cái nhược điểm. Cái nhược điểm là cái xúc con xúc sắc ở đây này thì nó chỉ hiện trong khoảng tầm độ mười mấy giây thôi. Đấy, nếu mà anh cả nặn thì nó anh em cũng chỉ cần có hiện được có vài giây thôi, thì mình thấy là nó không không được tối ưu, không được tốt cho lắm. Thì là mình quyết định là mình sẽ không áp dụng công thức đấy vào đây nữa. Anh em hiểu chưa? Đấy, không áp dụng công thức vào đây nữa nhá. Đây, anh em cứ lấy hai con xúc xắc ở bên dưới này em cộng lại với nhau này. Thì con này là 6 này, con này là 5 này. Thì 6 cộng 5 thì sẽ bằng 11 nha. 11 thì là số lẻ, được ạ. Số lẻ thì anh em sẽ đánh bên tài mình. Đấy, số lẻ thì anh em sẽ đánh bên tài mình. Em cứ nhớ như vậy là được. Mấy tay rồi anh em nhỉ? 1 này. 2 tay rồi, đúng không? Tay thứ 3 nha anh em nhá. Tay này mới là tay thứ 3 rồi. Mình sẽ test cho anh em khoảng tốc độ là 5 tay đi. 5 tay tay thứ 3 thì thứ 5 nhá. Cái cách này ấy, thì nói thật với anh em là nếu mình chơi cách này thì cảm giác nó ăn tiền dễ hơn rất là nhiều luôn. Đấy, cảm giác nó dễ ăn rất là nhiều đúng không? Bình thường ấy thì khi mà anh em mới chơi này, anh em chưa có một cái phương pháp gì thì rất là khó để anh em đánh. Đấy, chưa có phương pháp gì thì không khó anh em đánh. Bây giờ cứ nói là hướng dẫn anh em chơi đúng không? Hướng dẫn anh em chơi thì cứ vào đấy, anh em cứ vào là tay này đánh này. Nhưng mà có phải lúc nào cầu nó cũng giống nhau đâu anh em. Đúng không? Có phải cầu lúc nào nó cũng giống nhau đâu. Có phải cầu lúc nào nó cũng như tăng là kết quả nó là như vậy đâu. Có phải cứ 22 là nó về 22 dài như này đâu. Có lúc 22 của nó chỉ đi 2 lần thôi. Có lúc 22 nó 3 lần nhưng mà bây giờ nó đi 4 lần rồi. Đúng không? À, cái con vừa rồi là 6 và 3 nhá, thì 9 này anh em mình tải tiếp mình. Đây là 34 mở rồi. 1 2 7 5. 34 mở, xin lỗi anh em là 34 mở rồi. Đấy, 34 mở rồi. Thế thôi đúng không? Đều như bắt tranh cứ test cho anh em. Bây giờ là 1 2 3. 3 tay rồi, test cho anh em 3 tay rồi. Đấy, công thức này nó dễ hơn. Cái phương pháp này nó dễ hơn. Thậm chí là anh em không cần phải nhất thiết là anh em anh em sử dụng cái máy tính à? Thì anh em cứ thấy công thức nào ngon hơn thì anh em áp dụng nha. Nói chung là phương pháp chơi, công thức chơi hoặc là cách chơi, cách kiếm tiền nó không thiếu. Thật sự với anh em là như vậy. Đấy, nó không thiếu, quan trọng là anh em áp dụng như thế nào.
À. Rồi, tay này thì bẻ xỉu rồi. Mình cũng nghi nghi lắm, tại vì đoàn đang theo cầu này là cầu 22 mà. Đây là 2 cộng 2 bằng 4 này. 4 thì tay này anh em đánh tài mình nhá. Đấy, 4 tay này anh em đánh tài. Xíu anh em, 4 tay này anh em đánh xỉu chứ. Đấy, 4 tay này anh em đánh xỉu chứ. Rồi. Đánh 3 tay lãi được hơn 4M anh em ạ. Đánh 3 tay lãi được hơn 4M đấy. Để công nhận là gì, cái thứ nhất ấy là khi trong cái quá trình mà anh em chơi nha, anh em đào đào sâu, ví dụ như anh em chú ý tập trung khi mà anh em sử dụng một cái phương pháp gì đấy thì anh em sẽ tính đúng không? Ở thì mình sẽ có một cái clip nhá, một cái clip dạy cho anh em về cách tính quy luật tài xỉu của bất kỳ mọi game gì, cái cách tính như thế nào. Đây mình sẽ có một cái video video là hướng dẫn cho anh em sử dụng một cái cách tính chẳng hạn đúng không? Mình sẽ tự tìm ra một cái công thức riêng mình đi. Thì cái cách này cũng là một cách rất là đơn giản nhá. À, nhưng mà khi mà anh em tìm ra công thức ấy thì anh em cần phải có thời gian anh em test, ví dụ anh em test nhiều lần. Đấy, thì nó mới chuẩn được, không phải cứ đánh là trúng đâu nha anh em nhá. Đủ. Ok, không sao này, 5 tay, 5 tay thì gãy 3 tay rồi. Xin lỗi anh em gãy 2 tay. Nhưng mà anh em chú ý cho mình này. Thì cái cầu ở đây nhá, thì 2 tay liên tiếp mà kết quả nó đi ngược lại rồi. 2 tay kết quả liên tiếp đi ngược lại rồi thì anh em sẽ đánh ngược lại cho mình. Được chưa? À, 26 này. Mình nhớ là 4, 4 thì không phải rồi. 8 nữa. 8 thì là anh em sẽ đánh tài mình nhá. Đấy, anh em biết vì sao 8 lại đánh tài không ạ? Bởi vì ấy, hai ván liên tiếp là kết quả nó đi ngược lại rồi thì anh em đánh ngược lại mình. Nhưng mà anh em chú ý cho mình nha, thì cái việc mà anh em đánh ngược lại so với kết quả cái thuận công thức ban đầu ấy, thì nó cũng không phải là chính xác đến 100% đâu. Đấy, nó cũng chỉ là cái xác suất thôi. Tất cả những công thức nó là cái xác suất thôi. Sẽ có những cái sai số nhá. Sẽ có những sai số. Đấy, test cho anh em 5 tay nhưng mà nó gãy 2 tay thì do là cái cầu của nó là nó chuyển từ đi thuận công thức sang nó đảo công thức đúng không? Thế thì mình làm sao mình đỡ được? Làm sao mình đỡ được? Bắt buộc là mình phải phải đánh tiếp thôi. Đấy, chọn cho anh em hũ không? Một thôi. À hai. Cứ nghĩ là hũ anh em ạ. Trời ơi. Được hai con 6 rồi, mong muốn của 6 tại vì tay này mình cũng đánh khá là to mà anh em. Chính xác là tay này mình cũng đánh khá là to đấy. Được chưa? Đấy thì ok, cái video này thì mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Nói chung là anh em sử dụng công thức này thì mình thấy là khá là ok. Đấy, chơi nó đơn giản thôi. Miễn sao là anh em biết cách vào tiền là được nhá. Ok thì anh em xem được clip thì cho mình xin một like, một comment để có thể là gì? Chia sẻ cái video này đến cho nhiều anh em khác. Đấy, chúng ta cùng nhau kiếm tiền cũng như là ở chơi trong con 6 18 cái bài này nhá.